Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Mình sẽ đặt nguyên cái cục này là T nha. Thì cái cục này nè, nó sẽ bằng T. Như vậy ở đây á, chúng ta sẽ đặt 4 cho cả hai bên. Như vậy chúng ta sẽ có x bằng 4 mũ T. Tương tự cục này, chúng ta đặt mũ 6 ở 6 mũ chứ. Như vậy chúng ta rút gọn hình chữ Y bằng 6 mũ T. Bây giờ chúng ta có cục này. Bây giờ chúng ta đẩy trừ 1 sang bên phải là chúng ta có cộng 1. Sau đó chúng ta đặt 9 cho cả hai bên. Thì cục này chúng ta sẽ rút gọn, thì chúng ta sẽ có 4x - 5y. Chúng ta biết x, chúng ta đã đặt cái cục này. Y, chúng ta cũng đặt cái cục này. Tiếp tục, cái cục này nè, đó chính là 9 nhân cho 9 mũ T. Thì chúng ta biết số 4 đó chính là 2 bình phương. Còn số 6 đó chính là 3 nhân 2. Còn số 9 là 3 bình phương. Như vậy trong trường hợp này mình sẽ chia cả hai vế bằng 3 mũ 2t. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Tại vì ở đây bình phương với là bình phương chúng ta đặt chung là 2 mũ 3 mũ 2t trừ cho 5. Khi chúng ta chia cho 3 bình phương thì số 3 này sẽ mất đi, chúng ta chỉ còn lại 2 chia cho 3 mũ t bằng 9. Tiếp tục, chúng ta đẩy số 9 sang bên trái. Và chúng ta sẽ đặt x sẽ bằng 2 chia 3 mũ t. Thì khi đó, trong trường hợp này, chúng ta sẽ rút gọn thành 4x bình phương trừ cho 5x trừ cho 9. Thì bây giờ chúng ta dùng máy tính Casio bấm cái cục này thôi. Thì chúng ta sẽ có x sẽ bằng 9 chia cho 4. Và cục tiếp theo x sẽ bằng trừ 1. Tuy nhiên, đây là số mũ. Thì số mũ thì lúc nào cũng ra số dương. Cho nên trừ 1 ở đây chúng ta loại, chúng ta chỉ còn lại cục này. Chúng ta biết cái cục này chính là 3 chia cho 2 mũ 2. Nhưng ở đây là 2 chia cho 3, mình đảo ngược lại. Thì đây sẽ là 2 chia cho 3 mũ trừ 2. Như vậy, t sẽ bằng trừ 2. Khi chúng ta đã có t bằng trừ 2, để đi tìm tính giá trị x chia cho y, thì chúng ta biết x là 4 mũ t. Còn y là 6 mũ t. Chúng ta đã tìm được giá trị t, đó chính là trừ 2. Chúng ta bấm máy tính cục này. Chúng ta ra 9 chia cho 4. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.